Thiện Đam Vlog, chào các bạn. Ngày hôm nay Thiện cùng với em Bảo, cùng với em Phúc. Lâu quá mới gặp lại em Phúc các bạn ơi. Sẽ chơi một trò chơi rất thú vị. Đố các bạn đây là trò chơi gì? Ok, đó là trò chơi Caro. Mà trò chơi Caro này chỉ có 9 ô thôi nha các bạn. Mình sẽ đặt cho nó cái tên gọi thú vị và đặc biệt, đó là Cờ Caro Địa Ngục. Vì trò chơi Caro là chỉ có hai người chơi với nhau được thôi các bạn, cho nên mỗi trận chỉ có hai người thôi. Cho nên bây giờ mình sẽ dùng phần mềm chọn người may mắn, sẽ chọn ra ai là người chơi với nhau nha các bạn. Người nào được chọn sẽ là ra ngoài ngồi để cho hai người không được chọn chơi. Rồi bắt đầu, đẩy cái tay vô. Rồi. Rồi, bấm. Ok, như vậy là Phúc là người được chọn. Phúc sẽ ngồi dự bị. Thiện với em Bảo sẽ là người chơi đầu tiên nha các bạn. Ok, bây giờ mình với em Bảo sẽ là người hai người chơi trước nha các bạn. Nhưng mà trước tiên thì mình sẽ chọn quân cờ bằng cách là mình sẽ bấm vào cái dòng may mắn đây nè để chọn quân cờ nha các bạn. Bây giờ Bảo sẽ là người chọn quân cờ trước nha các bạn. Gì á, bấm buông ra liền. Ờ thôi bấm giữ luôn đó hên anh. Hên luôn gì ba. Rồi. Tỏi. Rồi đem quân tỏi ra, đem quân tỏi ra. Đem quân tỏi ra cho Bảo, đây là quân của Bảo nha các bạn. Chưa đâu một hồi nó bấm xong chơi rồi, bây giờ tới mình chọn quân nha các bạn. Nếu mà trùng quân với Bảo mình sẽ bấm một lần nữa. Rồi bắt đầu. Cái gì mà dễ hăng xíu. Ừ, cải xanh ăn được. Cho anh chị cải xanh. Rồi, như vậy là quân cờ của Bảo sẽ là tỏi. Quân cờ của mình sẽ là cải xanh. Rồi bây giờ mình sẽ chọn ai sẽ là người đi trước nha các bạn. Cũng sử dụng phần mềm luôn, giờ công nghệ hiện đại rồi. Không ai ngồi bốc thăm, đồ mập lắm. Cũng này ăn hôi nách chết. Mày có bị hôi nách không? Ăn tỏi bổ nách đó rồi. Bây giờ nè, bây giờ mình sẽ chọn y như hồi nãy luôn nha. Người nào được chọn thì nó sẽ đi trước. Rồi đặt ngón tay cho Bảo. Này quay gần em, quay gần. Phúc trong khi chờ đợi, Phúc sẽ là cameraman nha các bạn. Rồi chuẩn bị. Bắt đầu. Trời ơi. Như vậy là Bảo sẽ là người chơi trước nha các bạn. Rồi. Bắt đầu, mời Bảo. Mới vô chơi giữa bà. Liên tục. À khoan. Người nào thua thì người đó phải ăn một quân cờ của mình nha các bạn. Vô Thái Bảo. Ủa, giờ này nhiều quá sao ăn. Ăn tiếp rồi đúng không? Đánh đi mệt. Thái Bảo. Mày nguy hiểm quá ta. Này, nó sẽ chơi, nó chơi đường này nè. À. Chơi mũ chơi cờ. Ê, tất nhiên là phải đánh chỗ này rồi, chứ không là thua làm sao. Ăn. Như vậy là Bảo thắng các bạn. Để chiến thắng thì phải một hàng dọc hoặc là hàng xéo như thế này nè. Hàng dọc hoặc là hàng xéo phải được 3 con là Bảo thắng rồi nha các bạn. Như vậy có nghĩa là mình sẽ ăn một quân cờ của mình. Và đây bây giờ mình sẽ ăn quân cờ. Trời ơi, này mình có con tôm với bù tạc là hết bài luôn. Hết bài luôn á. Mà thôi ăn bù tạc hoài ngán luôn rồi. Ui. Nhìn đắng quá vậy. Nhìn giống bò á. Bò đeo nơ rồi ăn cỏ. Kiếm cái nơ đeo lên được. Mình nói anh giống con heo đi. Con heo giờ này đắt giá. Ủa nó đắng quá mà. Hết. Ok, như vậy là trận đầu tiên thì Bảo thắng các bạn. Nó sẽ người là người ngồi ở lại và chuẩn bị đấu với lại Phúc nha các bạn. Ok, Phúc vô đi Phúc. Dứt. Ok, bây giờ là trận đấu giữa Phúc và Bảo nha các bạn. Bây giờ tương tự như vậy là mình sẽ chọn quân cờ thôi, ưu tiên Phúc chọn trước đi nè. Trời gì vậy? Cà chua. Cà chua hả? Quá dễ rồi, tới Bảo. Nè. Ớt, còn ớt nè, ớt nè, ớt.
của mình có nặng không? Nặng đi. Cái gì á? Cái gì á? Ok. Rồi, như vậy đây là quân cờ của Phúc nè các bạn. Đây là quân cờ của Bảo nè các bạn. Bây giờ Phúc với Bảo sẽ tụi ta xem nó lộn luôn các bạn ơi. Sẽ chọn ai là người đánh trước nha các bạn. Rồi đặt tay vô. Bắt đầu. Ok, như vậy là Phúc sẽ là người đi trước nha các bạn. Rồi. Trả điện thoại đây. Cái này phải vận dụng 300% chiến lược. Rồi, bắt đầu. Ê, để nó vô giữa cứng ư. Ôi trời ơi. Rồi chơi chặn trước luôn phải không? Phải đề phòng chứ. Rồi còn một đường duy nhất. Ghê 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 ghê. Ý. Ở vậy là quê. Ê. Yeah, xem chết. Xem chết. Thắng rồi. Bảo ơi. Em chặn ở đây em cũng ăn. Không chặn đây em cũng ăn ở dưới mà chặn dưới em cũng ăn chứ. Cho mẹ lớn mà Bảo. Bảo ơi. Em mập rồi Bảo ơi. Bảo là nó ăn cờ này bị sai nè. Thôi. Lại. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ bây giờ thôi, dù gì với em gì ớt này nó ớt siêu cay cho nên là ăn nửa trái thôi, một cái một nè, nửa trái nè. Một cắn nhiêu cắn. Không cắn hết lúc cắn luôn. Ê không được, được nửa trái trở lên. Tới đây để làm dấu. Em có quyền ăn nửa trái trở lên. Đây đúng không? Được. Vâng kì. Ê Nhai. Đâu lè lưỡi ra cho các bạn coi coi nè. Nhai. Nhai đừng có che lại. Nhai đi Bảo. Nhai đi. Ngại ngùng gì cưng. Ngại ngùng gì nướng cưng. Ngại nè. Đâu mà phải ngại ngùng. Cái không? Cái không? À cái luật. Ủa sao sáng dặn mua ớt sừng rồi sao đi mua cái ớt ớt bánh mì? Ớt bánh mì ăn mới cay má. Sáng dặn mua ớt sừng mà. Cái ớt này là ớt siêu cay nè các bạn. Thằng Bảo mới đầu nó nhìn nó ui ớt quỷ này cay gì cuối cùng. Đây nó quay trở lại rồi các bạn ơi. Sướng quá cái mặt nó căng kìa. Cậu với ớt sừng dâu. Cái ớt sừng để giải trí là rồi. Như vậy là cái trận này là Phúc thắng rồi các bạn. Mình sẽ thi đấu với Phúc nha các bạn. Bảo quay giùm anh Bảo. Sao ổn không? Nhìn em căng thẳng quá Bảo ơi. Rồi ok. Nhỏ cay nhỏ ngồi nó bay luôn. Ổn Bảo. Ổn. Mắt nước mũi biết luôn mà ổn. Mắt nước mũi rồi có. Nè nước mũi chảy coi có tay quẹt mũi không? Đừng có quẹt mũi xong cái hả quẹt camera quanh không? Ok bây giờ mình với anh Phúc sẽ thi các bạn. Người chiến thắng sẽ thi với lại người thua cuộc trong cái trận đấu Caro địa ngục này. Tương tự như vậy mình sẽ mở cái phần mềm hồi nãy lên. Phần mềm quay để chọn quân cờ các bạn. Ok bây giờ mình sẽ quay lại nha. Rồi hôm nay không cần quay gần đâu. Anh sẽ đưa lên phim cho các bạn. Rồi bây giờ ưu tiên người thua cuộc chọn trước nha. Ok anh luôn. Ủa lỡ bấm reset gì vậy? rung quá các bạn ơi. Sợ mà vô tỏi là ăn cám luôn á. Ăn cám thiệt, ăn cám. Ăn cám thiệt rồi. Má ơi vô tỏi ơi. Rồi tới 1 phút nha các bạn. Cà chua. Em nói đập điện thoại đi, mua điện thoại mới. Đây là một bài hát vui. Đây là một bài hát không buồn. Ơi, không phải, này nó ăn ở gọi là hả? Có đứt. Nhân phẩm tốt. Quay ok, bây giờ mình sẽ chọn ai là người chờ đánh trước nha các bạn. Rồi. Đây là camera gần rồi nha Bảo. Này lanh quá mà, lanh dữ trời. Chơi trước luôn các bạn ơi. Rồi không
tốt. Ok ok. À, đây là quân cờ của Phúc nha các bạn. Là cà chua thích thuộc. Đúng, đây là quân cờ của mình nha các bạn. Rồi xin mời Phúc đánh trước. Mấy thằng điểm giữa có nguy cơ chết dữ lắm. À, nó chuẩn bị nó chơi chiêu rồi các bạn ơi. Cho nên là mình phải chặn nó liền. Tất nhiên là mình phải đánh đây rồi, rõ ràng. Rồi, như vậy là dán này què đúng không? Rồi tiếp tục chơi lại, anh sẽ là người đánh trước. Ok anh. Rồi anh người đánh trước, mình là người đánh trước nha các bạn. Đây đi. Rồi, chấp nhận số phận. Yeah. Yeah. Con cái mặt à. Vậy là mình sẽ ăn tỏi rồi các bạn ơi. À, giống như nãy các bạn. Vì ớt nó rất là cay cho nên mình cho Bảo nó ăn nửa trái đúng không? Tỏi ăn nửa củ. Cho nên là mình sẽ ăn 4 tép tỏi nha các bạn. 4 tép thôi. Ừ. 4 tép tỏi. 1 2 3 4. Đủ rồi, đủ rồi. Bây giờ mình sẽ ăn tỏi thôi. Nhậm vô chưa nhai thì nó rất là bình thường, có gì vậy? Mà nhai nó nồng. Giống nước mắt mình thầm nhìn nhau như là ăn hết, ăn thêm muốn béo rồi. Ăn hết. Hết thì ăn ngay lần luôn đi. Ngay lần nó đỡ thơm. Cái này có nhiều ngay xong lát ngồi gần nhiều nó tán khỏi cho hung luôn nè. Thôi đỡ sao không? À, bình luôn nha, hôi lắm rồi đó. Hôi lắm rồi đó. Còn ẩu hào em chịu mình lỡ không được. Dài quá mày ơi. Em bút bữa á, bút bữa á. Được luôn. Nước bụi mặt. Nuốt không? Được. Nuốt không? Nuốt luôn cho nó tốt. Nó được rồi. Nóng quá. Ê, đừng hỏng. Chứ mình chưa dán, bảo mình chưa dán, mình chưa dán. Ê, nó bị hỏng rồi. Mắt đỏ luôn luôn. Nó bị rát cái miệng của bạn, nó còn cay hơn ớt nữa không? Không biết ăn vô bị không? Không, nó không có cay hổ với ớt đâu. Ớt nó cay kia còn nó cay nóng 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 thôi mà. Múc chơi ăn muỗng mất khiến. Bây giờ nè, nãy là đưa kim vô địch đúng không? Bây giờ Út có quyền chọn một người chơi với em. Bây giờ anh với Bảo sẽ bình chọn ai sẽ người chơi Út lần nữa nha. Đúng rồi, chứ Phúc thằng này phải gì có được. Khơi khơi đâu ra qua đây cái anh đó có đứt nó vậy đó, tham gia từ đất nào cũng vậy. Rồi, Phúc bấm giùm anh Phúc. Gì á, em chơi chi. Mẹ nó ham á. Ai vượt chọn cho chơi Phúc nha các bạn. Đó, biết ngay mà. Ok, như vậy anh Bảo chúng là người chơi Phúc nha các bạn. Vô mày. Và đây là trận chiến sinh tồn cuối cùng giữa người đương kim vô địch và thằng xém đương kim. Thằng thua Caro địa ngục đã ngồi quay phim. Ok. Và bây giờ là phần lựa chọn quân cờ của Phúc. Mời Phúc. Hồi hộp Phúc. Nè, sắp sẵn cái chén để lát nhả luôn. Còn nửa trái. Bỏ ớt vô, bỏ ớt vô, bỏ ớt vô cho nó. Bỏ ớt vô. Ui trời. Tới Bảo nha, tới Bảo nha. Ê, hai đứa, hai đứa.
nóng ruột quá có sao không? Không. Nóng ruột lắm luôn. Địch lại đi. Gì? Địch đi. Địch hả? Khó khỏi đi. Địch nó ra sát nữa mà tấm rối. Mấy em, mời. Chê làm gì? Ôi giời. Vậy là Bảo sẽ là quân cà chua, Phúc sẽ là quân ớt nha các bạn. Nào bây giờ Phúc với Bảo sẽ bấm ngôi ai sẽ là người đi trước nha. Bảo sẽ là người chơi trước nha các bạn. Lấy điện thoại lại. Rồi, bắt đầu. Nhất quyết là phải lấy vòng được cái phòng. Đánh kỳ ạ. À? Sao đánh lại á? Đấy vậy. Này nhân đạo. Này nhân đạo nha. Này phẩm phẩm sữa thơm quá bị lạc đúng. Phẩm chất tốt. Này nhân đạo nha. Cái mùi trà sữa thơm quá chịu không nổi. Rồi. Thêm đi, quê. Quê, rồi, gom lại chơi lại. Như vậy là hồi nãy là Bảo đi trước rồi, giờ tới Phúc đi trước. Mời Phúc. Bốn trái à? Bốn trái hồi nó lấy cái gì nó đánh đại đi. Lấy cái tỏi nè. Cái gì vậy Bảo? Phúc đánh trước mà Bảo. Nè, Phúc đánh đây. Ủa vậy hả? Đánh đây. Tan dở. Vỡ kế hoạch hả? Vỡ kế hoạch rồi. Ủa? Gì á? Mở kế hoạch rồi. Thắng rồi. Sao, sao dễ vậy? Như vậy là Bảo sẽ ăn trái cà chua nha các bạn. Trái cà chua của em đâu rồi em ơi? Nè, em mới bớt cuốn rồi nè. Ăn đi Bảo ơi. Ai 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 bớt diễn bưởi. Trời, ba đồ quỷ này cà chua mà nhầm nhò vậy á Bảo. Đường không? Cho miếng đường. Ừ, thêm miếng trà sữa. Ờ, thật. Cảnh quá mày làm ăn cho cà chua dầm hả? Cà chua dầm trà sữa. Ok, như vậy là đương kim vô địch của trò chơi Caro tử thần, Caro địa ngục đã thuộc về bạn Phúc nha các bạn. Cho nên phần thưởng bạn Phúc sẽ là ăn hết một dĩa này ngay tại bàn. Thôi giỡn thôi, giỡn thôi. À, vì nhà mình bán trà sữa các bạn, cho nên mình sẽ làm một ly trà sữa đặc biệt để tặng cho ông Phúc nha các bạn. Đây. Đó. Rồi, Beauty. Ờ Beauty. Ok. Quốc thôi. Ủa lộn nè. Cái gì vậy? Chị Bảo. Khoe phần thưởng nè. Dễ nhì chứ. Ủa rồi. Bảo trà sữa. Dễ nhì đây nè. Dễ nhì. Ừ, ngon lắm các bạn ơi. Rồi, ít da này giảm cân này mập lắm. Tao ốm thì anh mập vậy anh. Đúng rồi, để cần làm đi uống này. Em giảm cân em muốn ăn này. Nói chung trò chơi Caro địa ngục này cũng thú vị các bạn. Bảo ăn gì? Ăn nửa trái ớt với lại trái cà chua. Nửa trái ớt với trái cà chua. Em. Em không được ăn gì hết. Ăn liên ly trà sữa. Trà chua. Còn mình hồi nãy là mình ăn cải xanh chứ lại tỏi các bạn. Nó còn thúi tới bây giờ luôn bạn ơi. Cái tỏi nó kinh khủng lắm mà đặc biệt là nó làm cho mình, cho cái miệng mình nó bị phỏng vậy đó. Cho anh miếng không? Đây là trà sữa nhà mình làm các bạn. Vậy nhà mình nhưng mà cô nhân viên làm. Nhân viên là cô nhân viên làm. Chứ sao mình làm được, mình không để mình quay mà. Cái trà sữa thì sao không? Ngon đúng không? Ngon anh. Béo thơm. Uống trà sữa cho dịu lãng luôn á. À, nói chung mình kết thúc video tại đây. Nếu thấy hay thì các bạn hãy bấm like và chia sẻ cũng như đăng ký kênh để ủng hộ mình làm nhiều video khác nha các bạn. Chuẩn bị bước sang một năm mới rồi. Kính chúc các bạn một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý nha. Chơi nữa không? Sợ rồi. Cái này nó bảo toàn cái chiến thắng đó.
Ok, xin chào, hẹn gặp lại. Cài các bạn ơi. Cái miệng nó thúi thúi. Nó thúi thúi, nó thúi thúi.